Hôm qua ngày 10 tháng 11, tại phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự. Cụ thể, trao quyết định bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang. Phát biểu chúc mừng, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong rằng trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng Cảnh sát cơ động, tiếp tục gặt thêm nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.